Tuần lễ thời trang Cửu Long Fashion Week vừa diễn ra vào tối ngày 25 tháng 5 tại thành phố Cần Thơ. Điều đặc biệt là chương trình đã tái hiện khung cảnh chợ ma làng nghề chiếu Định Yên của huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, vừa sống động vừa ma mị. Dù chỉ là một nét chấm phá nhưng đã để lại sự choáng ngợp và ấn tượng đối với khán giả. Rất là ma mị, rất huyền bí nhưng cũng không kém phần là dân gian. Tôi không nghĩ là các bạn trẻ bằng nhí mà có thể thực hiện những cái bước đi cũng như là những bộ bà hoa dân gian có thể thể hiện được cái nét đẹp của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tôi thật sự là ấn tượng với ban tổ chức bởi vì một cái concept rất là tuyệt vời. Nào là sầu riêng, xoài, nhãn hay chôm như thế này. Dù chỉ là những loại trái cây dân dã của miền Tây Nam Bộ, nhưng khi kết hợp với trang phục áo bà ba hay là áo dài thì đã tạo nên được sự duyên dáng trên các sàn diễn thời trang thu hút người xem. Đêm diễn được thực hiện lấy cảm hứng từ hồn quê Nam Bộ, kết hợp trái cây miệt vườn là chôm và cam quýt, điểm tô nét đẹp mộc mạc vào trong các thiết kế ấn tượng. Trái cây mình sẽ quảng bá thì sẽ giúp những người nông dân sẽ bán được nhiều hơn và sẽ có nhiều nguồn kinh tế hơn. Qua bộ sưu tập thì mình muốn cho các bé là sẽ là thông qua thời trang thì quảng bá trái cây của mình. Bộ sưu tập mình muốn là các bé sẽ am hiểu về văn hóa đồng bằng sông Cửu Long của mình, thì sẽ đợt này là sẽ tìm hiểu văn hóa của ở Lấp Vò, đồng chợ chiếu, Định Yên. Thì các bé thì thông thường thì các bé sẽ không được diễn tả nhiều hơn người lớn, mà nhưng mình cũng muốn là các bé sẽ trải nghiệm để biết văn hóa, để ngay cái dịp quốc tế thiếu nhi thì các bé sẽ cũng là một hoạt động vui chơi giải trí của bé. Có thể thấy giá trị cốt lõi của đêm diễn là giới thiệu và nâng cao giá trị trái cây và nghề truyền thống Nam Bộ qua thời trang, từ đó làm nền tảng góp phần đẩy mạnh hình ảnh thời trang và cuộc sống luôn được gắn liền.